Em chào các chị nha, rồi cùng vào xem audio của em luôn. Sáng hôm nay là cũng đã xem rất là nhiều đồng rồi. Thì bây giờ tiếp tục mình cùng vào xem theo với em tiếp nha. Mẫu đầu tiên 99.000 đồng nè. Để em chút xíu nha. Rồi mẫu đầu tiên là sale 99k nha cả nhà, em còn có một cái size M thôi. Đây còn có một cái size M thôi nha cả nhà ơi, sale 99k cho mình luôn ha. Mẫu đầu tiên 99.000 đồng. Dạ chào chị Thảo Lê nha. Mẫu đơn mặc đây ạ, size M. Bây giờ các chị mình sẽ đặt theo mã số giúp em là 214 nha. 214 size M, chị nào tầm 50kg độ về là vừa. Đây em mặc nè. 50kg độ về giúp em là vừa nha cả nhà. 214 kèm xếp thải cho em. Xuất sắc luôn, có 99k thôi hà. Trên là hoa, dưới là trơn nè. Cái kiểu như vậy thì bên em sẽ gọi là dạ hội cách tân các chị nha. 214 nha, size M giúp em. Đầu la giờ à, từ sáng giờ là đã sale rất là nhiều 99k rồi. Thì không biết là ai đã săn được rồi ta. Tờ chiều hôm nay mình tiếp tục, à chưa, hôm nay săn tiếp tục giúp em ha. 214 ạ, đây size M chị. Size M là tầm 50kg độ về. Em mặc vừa y nè. Em mặc ở đây vừa y luôn các chị nha. Tầm 50kg độ về giúp em ạ. 214 kèm xuyên thạch cho em. Váy đang mặc sale 99.000 đồng. Dạ này của đầu trước cho chị Thu Liễu ơi. Em không có còn nhiều, còn có một cái nè. Tổng có cái duy nhất thôi. Em chào chị Nga Nguyễn nha, chị Bế Vân, chị Kim Lan nè. 214 kèm xếp thoại cho em nha, 99.000 đồng. Size M nha các chị yêu, tầm 45, 47, 48, 50 vậy đó độ về. Eo tầm 68 là lại giúp em. Eo 68 độ về thôi nha, eo 70 là chật á. Eo 68 mặc vừa y luôn nè. Eo 68 độ về giúp em nha, 214 kèm số điện thoại. Rồi ai chưa có cái lên đơn à, 99.000 đồng luôn. Giá dạ không, đầm này size 50kg độ về giúp em thôi. Không có size 70kg chị nha. 214 đúng một cái size M thôi ạ. 50kg độ về giúp em là vừa luôn. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ qua mẫu khác nè. Mình lấy mẫu nào cứ lên đơn giúp em nha cả nhà. Sẽ có chuyên viên bên em alo trực tiếp và tư vấn cho mình sau ha. Rồi đây cái váy này là 1224. Em đang sale là 169.000 đồng luôn. 1224 cái chị nha, 169k. Váy này thì hôm nay cũng có sẵn hàng luôn rồi. Tất cả các mẫu mà em mặc ở trong cái line này đều là hàng có sẵn hết trơn á. Mình có thể là mua trực tiếp thì cửa hàng cũng có, hoặc là mua ở trên line của em ha. Mua trên line thì em sẽ làm hỗ trợ tư vấn size cho mình trước, xong rồi mới giao hàng về tận nhà cho kiểm tra trước luôn. Dạ được chị Dân Trần ơi, váy này full size chị, em đang mặc full size. Vừa qua là 214 nha cả nhà, để em chụp lại cái đã. Vậy cái mã này là mới luôn, cho nó liền mạch với nhau, bữa giờ em sale quá trời luôn rồi. Từ 200 đến 21 mấy đó các chị ạ. Rồi 214 kèm xuyên lại giúp em nha. 214 size M. Rồi em đang mặc đây là 1224 các chị nha. Thêm một em váy mới nè. Em này thì là hoa cúc trắng nhị vàng luôn. 1224. Rồi đây sale luôn. Ôi trời hết một size rồi cả nhà ơi, hết size M rồi. Em còn cho mình là 3 size nha, L, XL và 2X. Ngày hôm nay là sale cho các chị luôn nè. 169.000 đồng luôn ạ. 1224, 169k. Em còn có màu tím nữa nè. Nền màu tím các chị nha, giống hệt em mặc luôn, khắp mỗi cái nền thôi. Cùng chất liệu, cùng hoa văn, cùng kiểu dáng và cùng là cái cổ viền ren luôn. Đây các chị coi nè, giống nhau từng chi tiết luôn á, khác mỗi cái nền thôi nè. Đó, hoa cúc trắng nhị vàng nè các chị thấy không? Y chang ha. Vừa tím là 1223 nha cả nhà, theo ở đây nha. Tím là 1223. Em đang mặc đây là 1224 nha. 60kg vậy. Em mới mặc qua thì có đúng một cái, các chị lưu ý là mình nghe em giới thiệu. Vừa mặc qua đúng một cái size M là 50kg độ về thôi. Còn em đang mặc đây thì có size lớn nè. Em mặc là size 50 đến 65 luôn nha. Đây, lụa. Váy lụa nha cả nhà. 50 cho tới là 65kg vừa luôn ạ. Còn 3 size nha. Em còn 3 size cho các chị nè. 1224 nha cả nhà ơi. 1224 nha, chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn. 1224, ai chưa có cứ lên đơn sớm ạ. Em chưa hàng, chưa size giảm giá cho mình đây. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em là ok nha. 1224, giảm cho mình luôn là 169k nha. 169k. 50 cho tới 65kg, em hết size M rồi nha các chị yêu. Em còn cho mình là size 50 tới 65 thôi. 1224 kèm số điện thoại, còn cho mình size lớn 50 tới 65kg là vừa luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm ạ. 1224.
đặt hàng mấy ngày mà chưa thấy hàng. Có người gọi điện cho chị Liên Hân ơi, không biết là khi chị đặt hàng đã có chuyên viên bên em nhắn tin cho mình chưa, hay là có người đã được gọi điện thoại xác nhận đơn chưa? Tại vì nếu mà chưa có ai gọi chưa được chốt đâu ạ. Còn mà có người gọi rồi thì không biết là chặn mấy ngày rồi. Ở dưới tỉnh là từ 2 đến 5 ngày lận. Trường hợp cái chị đặt ngay là cuối tuần của hôm trước, hôm nay là thứ mấy ta, hôm trước có nhiều chị đặt ngay là thứ 6, thứ 7, chủ nhật á, thì nó sẽ bị ngưng 3 ngày, nó không có giao hàng nha. Mình đợi giúp em ạ, cho em số điện thoại cho chị Liên Hân ơi. Nhiều khi mấy chị ở dưới tỉnh mới có 2 ngày là hỏi em rồi. Dưới tỉnh là từ 2 đến 5 ngày lận nha. Trừ cuối tuần là giúp em ở thứ 7, chủ nhật không có giao nha cả nhà. Rồi 1224 nè, em sale có 169.000 đồng luôn. 169k không đẹp không lấy tiền. Thứ nhất là về cái chất liệu, em rất là tự tin, rất là mềm, êm mát. Mình là em sợ là không biết là các chị thích cái kiểu này hay không, thích cái màu này hay không thôi. Chứ về cái chất vải thì không có ai mà chê cả, thật sự luôn. Không tin các chị mua thử đi, 169 cho xem hàng trước cái thanh toán luôn. Mở ra mà đúng như em giới thiệu thì mình trả tiền ha. 1224 chị Ngọc Như nha. 1224 các chị ơi. 1224 chị Hoài Hương Lê ơi, chị đặt hàng lâu chưa ạ? Thứ nhất khi cái chị đặt hàng mà không được chốt đơn nè, em thấy là nãy giờ cũng có rất là nhiều chị đặt thiếu thông tin, em không đọc tên của mình lên là tại vì thiếu thông tin. Nhiều chị đặt là cái em đang mặc nha, xong số điện thoại thôi, không có mã số, hoặc là nhiều chị không có số điện thoại, hoặc một số chị không chia sẻ livestream, hoặc bên em gọi điện thoại tới mình cho lộn số, gọi điện không nghe máy chẳng hạn. Rất là nhiều lý do để không được chốt đơn. Bây giờ thì cái chị mà hỏi em á thì mình phải để lại cho em số điện thoại mình đang sử dụng, em bấm về mới kiểm tra được là do cái lý do nào, rồi em nhắn cho mình luôn. Đang hoặc là 1224. Dạ đây là 1224 nha. 65 ký đổ về giúp em nha, mã hàng kèm sẽ lại giúp em luôn. Chị Liên Hân có nhận đơn rồi. À bên em đang nhắn tin cho chị là mới ngày hôm qua mới đang giao hàng nha, đang giao hàng. Hôm qua có đọc tên. Thứ bảy chủ nhật hỏi chị ở dưới tỉnh hay chị Cẩm Hường? Tại vì một số nơi là, tại vì trực tiếp là shipper là không có 36 em lấy hàng. Còn mà hàng mà giao thứ bảy chủ nhật là chắc là đã trong quá trình vận chuyển rồi. Một số nơi là có giao, nhưng mà em vẫn nói là trừ hao, tại vì có một hai chỗ giao à, còn mấy chỗ không có giao. Em sợ không trừ hao ra khách cứ chờ, khách cứ hỏi em á, thì em trừ hao ra hai ngày đó nha. Giao thì mình lấy luôn, còn không thì bắt đầu thứ hai giao nha các chị. Rồi 1224 nè, em sale giá là 169.000 đồng nha. Tiếp theo bây giờ qua mẫu khác nè, để em lên cái đầm mà cài cài rồi lên cho các chị xem. Em váy này đang sale giá là 149.000 đồng luôn. 1197 là xanh coban hoa vàng, sale 149k cho các chị nè. Tính là tròn 150 các chị ha, quá rẻ luôn. 1224 đi cho chị Lily nè. Hôm qua có đọc tên là chị Hoài Thương, chị đặt mẫu nào ha, chị có nhớ cái mã số không? Lưu ý giúp em nè, ngày hôm qua có đọc tên. Lưu ý giúp em là mình đặt hàng là cái size nào nữa. Trường hợp như cái đầm này chị nào đặt hàng em cũng đọc tên hết trơn, tại vì nó còn. Nhưng mà lỡ như mình đặt cái size không có thì bên em báo hết size, hoặc là không có chút đơn được cho mình nha. Ai cần kiểm tra đơn bây giờ cứ để lại số điện thoại giúp em đi, chứ mình hỏi em không là em không có trả lời được đâu. Phải có số điện thoại em mới kiểm tra ra là chị này đặt thiếu, hay là em không thấy đơn, hay là như thế nào đó nha. Cho số điện thoại đi các chị ơi, mình cứ phản nhắn tin giúp em, vô thẳng phần tin nhắn nhắn tin có nhân viên hỗ trợ luôn. Rồi đây là 1197 các chị nha, đây là 1197 ạ. 1197 ngày hôm nay là em sale cho các chị luôn nè, 149.000 đồng. Cái váy thì đặc biệt là em sẽ may cái tay rộng nha, không phải là tay em mặc nó bị rộng mà là do cái kiểu nó như vậy. Tay may tay xòe rộng cho các chị luôn, không lo chật tay luôn, có 150 thôi. 149k cho các chị thôi đó. Rồi 1197 nha. 1197 kèm xếp hại cho em nè, 65 ký độ về nha. Như thế này các chị nào cần kiểm tra đơn mình vui lòng nhắn tin giúp em để các bạn hỗ trợ cho mình luôn. Còn chị nào cần đặt hàng thì mình cứ nhắn tin ở trên live. Tại vì bây giờ mà em hỗ trợ kiểm tra đơn cho các chị không là nó hết thời gian livestream luôn rồi. Một đầm em chỉ giới thiệu được có vài phút thôi hà. Để nhanh chóng hơn các chị nào cần kiểm tra đơn, cần kiểm tra gì đó, mình cứ nhắn thẳng phần tin nhắn giúp em để các bạn hỗ trợ liền ha. Còn trên live thì em sẽ tập trung là giới thiệu sản phẩm chốt đơn trước nha. Đây là 1197 nè, đây 1197, em sale cho mình luôn là 149k nha. Full size cho các chị luôn, hôm nay full size sale 149.000 đồng. Chị Hoài Thương lấy cái size L24. Ship nước ngoài hả chị? Ship nước ngoài hả? Không biết là chị đọc, tại vì ship nước ngoài thì cái giá cả nó hơi cao. Mà mình mua có 1-2 cái thì ship nó là cái giá nó còn cao hơn cái tiền đồng nữa. Thành ra nếu chị mua nhiều thì để có em hỏi cho. Mình nhắn tin giúp em đi ha, để em hỗ trợ cho mình luôn. Tại vì đó giờ thì em chỉ ship là ship cho người thân ở đây thôi. Xong rồi biết chị ở nước ngoài là khi nào mà người thân gửi hàng qua, gửi nhiều gì đó thì người ta gửi luôn. Chứ em thì chưa có ship qua nước ngoài cho chị nào hết trơn á. Ship cho người thân ở Việt Nam nhận trước thôi hả. Rồi đây là 1197 nha, sale 149.000 đồng nè. Nền xanh coban hoa vàng các chị nha, xanh coban hoa vàng.
Đến hẹn lại lên, cứ đến giờ phát sóng để thích coi. Cảm ơn chị Ngọc Huệ nha. Đầm màu hả chị, em có đầm màu trơn á. Đầm màu trơn 50 kg. 50 kg thì tùy tùy vào cái size của mình. Ví dụ như là eo của chị là 65, 68 độ về thì size M. Em eo 68 độ về mà size M. Eo chị nào 72, 74, 75 thì size L. Nó sẽ tùy vào cái form eo ha. Xanh cơ bản chị có chốt rồi, sao chưa thấy điện lại nữa em. Rồi bây giờ chị nào cần kiểm tra đơn hàng mình nhắn tin giúp em đi nha. Mình nhắn tin cho em số điện thoại đi, em kiểm tra cho mình luôn. Bây giờ em đứng đây nãy giờ là em trả lời câu hỏi không là hết mấy phút rồi, chưa kịp giới thiệu luôn á. Vui lòng nhắn tin giúp em, các bạn hỗ trợ cho mình luôn. Còn chị nào cần kiểm hỏi về em như là vải gì, bao nhiêu tiền, chất gì, liên quan về sản phẩm, em hỗ trợ ngay trong bài live này luôn. Còn chị nào cần kiểm tra đơn mình nhắn tin giúp em đi ạ. Nha. Em trả lời nãy giờ hết thời gian livestream luôn rồi. 1197 các chị ơi. 1197 kèm xếp lại cho em nè. 65 kg độ về cho em là vừa. Cái váy này là full size nha cả nhà ơi. ML, XL và 2X nha. 65 kg độ về luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nè. 149.000 đồng. Size M, size L, XL và 2X đồng. Ai chưa có cứ lên đây giúp em luôn. Chị Yến Trinh nè, váy đang mặc chị có rồi. Đẹp dễ khó hơn chị nhiều. Full size cho cái chị đây ha. 1197 nha. Màu xanh coban có hoa vàng cho cái chị nè. À quên, nó mới đầm trơn màu. Đầm trơn màu em có đầm màu xanh trơn. Xanh trơn mới về nè. Cái này em không biết còn không. Em có nâu vàng trơn mà cũng có mà hình như lẽ sai. Rồi xanh trơn nè. Đầm trơn có phối xíu hoa được không chị? Hoa thêu được không? Còn mà trơn không bao giờ hơi hiếm nha. Lô sau nha chị yêu ơi. Đợt sau có về rất là nhiều đầm trơn. Cam nè, vàng nè, tím nè. Màu đen lấp lánh, đợt sau về đen lấp lánh kim tuyến nhiều lắm. Mẫu em đang mặc thì em có full size nhưng mà 65 kg độ về thôi ạ. Mình đo cho cái phần eo ha. Eo 84 độ về cho em nha. 1197 ạ. Eo 80 hả chị, size 2X cho nó vừa cho nó đẹp. Tại vì eo 80 mà size L thì nó lại căng quá. Size 2X chị nha. Có thể là chị mặc vừa thấy cho bên em. 1197 cho chị Hiền Nguyễn nè. Dạ đây 1197 em đang mặc đây. Sale 150 nha các chị ơi, 150 nha. Hôm nay chị nào mua nè được chốt giá 150, còn mua tại cửa hàng, cho dù là hiện tại bây giờ mình đang xem live rồi mình phi qua cửa hàng em mua, mình chạy thẳng qua cửa hàng quận 7 em mua thì cái váy này vẫn là 400.000 đồng chứ không có 150 tại shop đâu. 400k tại shop em, hoặc nếu mà có chương trình sale rẻ lắm luôn thì cũng phải là 300k các chị nha. Chỉ có trên live là rẻ nhất thôi hà, lúc nào cũng vậy hết, mua trên live là rẻ nhất luôn. 150k nha cả nhà ơi. 1197 giúp em ạ. 1197 kèm ship hạ cho em nha. Rồi xong chưa? Chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nè. Để em coi đầm 99.000 đồng nha. Ai chưa có mẫu nào lên đơn sớm giúp em ha. Mã số sản phẩm nè kèm ship hạ cho em luôn. Đây là 1197 các chị nha. Váy trên, váy đen. Váy gì ạ? Váy váy chân đen đuôi cá. Ủa cái váy nào chân đen đuôi cá ta? Chị Tùng Tùng ơi, chị có nhớ mã số không ạ? À? Chị vui lòng đặt cái mã số giúp em nha, chứ giờ chị comment vậy là chết em rồi. Em không có biết chị hỏi cái nào đâu. Rồi để em coi cái váy kia còn không ta. 205 205 hết rồi mà ta. Rồi ai chưa có mẫu nào lên đơn sớm giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm xích hại cho em nè. Đây là 1197 nha cả nhà. 1197 nha, sale còn là 149.000 đồng luôn. 149k chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Em vừa hàng vừa sai cho mình. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua thêm một em váy khác nha. Đang sale cho các chị là 99.000 đồng. Ai các chị lưu ý là khi mình đặt sale á, mình lưu ý là mình đặt rồi em giao luôn chứ không có chờ gộp đơn mà 2-3 ngày nha các chị, gộp trong live giúp em luôn nha. Chứ chờ gộp 2-3 ngày em thấy mà hàng em đã sale rẻ rồi mà qua 2 ngày nó vẫn còn ở đây là em xả đơn của mình đó nha. Lưu ý là không chờ gộp đơn 2-3 hôm nha các chị ơi nha. Yeah, đặt là giao liền luôn. Đây là một khoan để em nhớ cái mã trước em tặng là gì ta. Em thấy cái váy này là 2 ngày rồi vẫn còn ở đây. Hôm trước chị nào đặt hàng, hôm trước ai đặt hàng mà chờ 2-3 hôm chưa giao em xả đơn nha. Bây giờ em chốt tiếp 205 nha các chị, size L. 205 size L, hàng sale rồi là mình đặt gộp đơn trong live mình giao đi luôn chứ không có để gộp 2-3 ngày, tại vì đã rất không còn chỗ để rồi các chị. Em đã sale cho mình rất là lỗ vốn rồi, nhà trường khách hàng sale lỗ rồi, hai chốt giao luôn, không gộp đơn nha. À không gộp đơn 2-3 hôm nha, gộp một ngày một like thôi. Mẫu đang mặc đây ạ, 205 em sale luôn là 99.000 đồng, size L, 55 kg độ về. Các chị coi nè, không đẹp không lấy tiền. Cái này là siêu xịn sò của nhà em đó. 205 nha cả nhà, size L nha. 205 size L. Đây 55 kg độ về giúp em, rất là thoải mái luôn. Nền đen có phối hoa màu nâu nâu nữa các chị, đẹp ha. Sale có 99.000 đồng thôi, 205 size L nha.
Chị nào vừa thì cỡ tầm là 55 kg độ về. 1197 dạng một lớp, đúng rồi. Cái xanh cô ba đang mới mặc qua là một lớp, tại vì nó là lụa chị, nó không có mỏng đâu, đừng lo nha. Đầm hoa cúc 1105. Chị Năm, trên đen dưới bông, trời ơi làm gì còn chị ơi. Mình lưu ý giúp em là tất cả những mẫu nào mà sale á, là nó có một cái hai cái thôi. Đầm mà sale 99k, 79k nó có một cái hai cái à. Nhiều chị là xem cái like của hôm qua hôm kia xong rồi hôm nay đặt hàng làm gì có. Có một cái em chốt hết rồi, đi hàng rồi chị ơi. Mình xem những cái like của em ngày hôm nay nè, mình đặt hàng luôn. Mấy cái mà sale 99k mấy bữa trước không còn đâu. Rồi cái này là 205 nha cả nhà, size L nha, 205 size L. Ôi trời ơi. Rồi, đầm hoa cúc hả chị? Phía sau có mấy cái hoa cúc ta? Phía sau có mấy cái hoa cúc lẫn nhau, hoa cúc trắng nè, màu tím nè, hoa cúc vàng nền đen nè, cúc nền kem nè, cúc nền đen nè, nhiều cúc quá không biết chị hỏi cúc nào chị ơi. Chị thích cúc nhỏ hay là cúc to để mặc cho chị coi nè. Em cao 1m6 và nặng 50kg ạ. Em mặc cái váy này nó vẫn rất là rộng. Cái váy này là tại vì nó có độ co giãn ha. Chị là 50kg là mặc giống em nè. 50kg cũng được mà 55kg đổ về cũng được luôn ha. 205 nha cả nhà. Em cao 1m6 nha, mặc váy là vừa dài chạm tới bắp chân của em luôn. Đó, thường em hay mặc size M. Bởi vậy em nói là chị nào 50kg đổ về, 1m6 này kia hay là eo 68 đổ lại là sẽ mặc size M. Tại vì em nắm chừng lấy sau của em. Em thấy mặc vừa y size M luôn thì em hay nói khách là eo 68 đổ về size M nha. Chị Oanh nè, Trúc Đông nè. Cái vừa rồi hả chị, đúng rồi, 1197 chị nha. Cái váy này là 205 nha cả nhà, 205 size L nha, 50 đến 55kg là vừa luôn. Em 50 mặc vừa nè, 99.000 đồng nha, 205 nha cả nhà ơi. Hàng em đã sale lỗ vốn rồi, chị nào đặt thì mình lưu ý giúp em là gộp trong một like rồi em giúp em gửi cho mình luôn. Chứ em thấy cái váy này là em thấy của em đã like 99k rồi. Em thấy là có rất là nhiều chị đặt rồi mà sao hôm nay vẫn còn nằm ở đây chưa thấy đi hàng. Chị nào mà chờ gộp 3-4 ngày là không có đâu, em chỉ like giao một ngày thôi. 205 giúp em ạ, size L nha cả nhà, 205 size L. Rồi em sẽ qua cái hoa cúc nào đây ta? Hoa cúc to này trước đi ha. Lên cái cúc to này đen trước nha. Em chưa biết chị trả lời là hoa cúc nào. Em mặc đại nha. Rồi đây là 1221. Cái mẫu này là 1221. Cái chị nha em sale luôn là 100 mấy đây, dưới 200 nè. Để em kiểm tra coi. Một hai hai một cái chị nha, rồi hôm nay sale luôn cúc tím à, hoa cúc màu tím à, hoa cúc màu tím hả, ok em lỡ mặt này là để xíu nha, xíu mặc hoa cúc tím với chị coi. Mẫu đang mặc đây là mã số 1221 nha cả nhà, 1221 ngày hôm nay em sale luôn nè. 1221 để em coi là bao nhiêu cái rồi, hôm nay còn full size cái chị nha, 1221 hôm nay còn full size luôn. Em chốt giá là 179k nha cả nhà, 179.000 đồng cho các chị luôn nè. 65kg độ về giúp em nha. Cả nhà ơi, chị nào chưa có cứ đặt hàng nha. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình luôn nè. 2. Em đang mặc đây mã số là DA1221 nha cả nhà, 1221 nha. Thủ Đức à, chị Anh, chị Nhàn Phạm ở Thủ Đức nè, có ship luôn, ở đâu cũng ship hết trơn á. Thành phố ship 10.000 đồng, ship tỉnh là 30 giúp em nha. Rồi đây là 1221 nha cả nhà. 1221 em gửi hàng em chốt cho mình luôn là em chốt cho cái chị mình luôn với giá tiền chỉ có là đâu rồi ta, đợi em xíu, 179k nha, 179k cái chị nha, 179.000 đồng. Ai chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè, em chừa hàng chừa size giảm giá luôn. 1221 giúp em với chị yêu nha, 1221 full size cho mình luôn nè, từ 40 cho tới là 65kg độ về nha. 1221 sale cho mình luôn 179.000 đồng. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ha. Lụa mango nền đen hoa trắng nhị vàng rất là xinh luôn. 99k hả chị? Còn em còn nhiều cái 99k lắm, size lớn size nhỏ gì cũng có hết trơn á, đa số là size nhỏ là nhiều ha. Chị nào size M là em có quá trời 99k cho mình luôn, nhưng mà cứ khoảng qua ba bốn cái đầm khác đi, em lên đầm 99k cho mình coi, đợi em xíu nữa nha. Váy này là 179 nha cả nhà ơi, 1221 chị Nhung Lê nè, 1221 cho chị nè, ok luôn, full size nha cả nhà ơi, 65kg độ về giúp em.
1221 kèm số điện thoại. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. Có chuyên viên alo trực tiếp và tư vấn xa cho mình nha. Lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em ha. 1221. 1221 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái khác nha. 1221 là 179.000 đồng luôn. Dạ đang mặc hỏi chị 179k 65 ký độ về cho em luôn. Ai chưa có cứ đặt hàng. Em thấy là lượt chia sẻ nãy giờ không có tăng nha. Chị nào mà chưa có chia sẻ livestream em không có chút đơn được đâu đó. 1221 luôn. Nhiều chị khách cứ hỏi em là sao đặt hàng. Thấy em đọc tên mà không chốt. Em đọc tên ở đây chỉ là xác nhận bước đầu. Là em nhận thấy cái thông tin của mình đặt đúng, em đọc tên trước thôi. Còn qua một bước kiểm tra chia sẻ like chứ không phải đọc tên là chốt liền đâu có. Qua bước kiểm tra nữa. 1221 274 1207 23672. 1221 em đang mặc là 179k, 1274 là 249, 1207 là 199k, 1236 là 1236 hình, để em coi coi 2422 ta, để em xíu. 1236 rồi 229k cho các chị mình luôn. 1272 cũng 249 luôn. Đó, chị thích mẫu nào thì cứ lên đơn giúp em ha. Tất cả đều dưới 250 hết. Tất cả đều dưới 250. Em mặc 179 nè. 7472 là 7472 là 249 nè. 36 là 229 nè. 07 là 199k nha chị nha. Rồi đang mặc là 1221 chị Mỹ An ơi. Em sale có 179.000 đồng thôi. 179k mẫu này. Mua trong live này là em chốt đơn luôn ha. Rồi tiếp theo bây giờ qua mẫu khác nè. Mình lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em nha cả nhà ơi. Sale còn 179.000 đồng. Em sẽ qua cái hoa cúc nền màu tím cho chị coi nha. Cúc tím ha. Cúc tím thì hôm nay sale có 169 thôi nè. 169k luôn. Chị nào chưa có cái thông tin lại giúp em. Có chuyên viên alo trực tiếp và tư vấn sai cho mình sau nha. Đây là cúc tím. Cúc tím là 1223 nha cả nhà. Hoa cúc trắng nền tím là 1223. Em mặc là cái size động thanh thang luôn đó. Ui rồi. 1223. Rồi em sale cho các chị luôn ha. Còn 2 size thôi là XL và 2X nha cả nhà ơi. Còn 2 size là XL và 2X nha. Đang mặc là 1223 xanh rêu, 121 cho chị Sương nè, xanh rêu kế bèo, xanh rêu kế bèo. À đây. Rồi để em xíu nha, chú mặc cho chị coi. Cái xanh rêu này cũng 169 ạ, bằng em mặc luôn. Em mặc cũng là 169k nè. Em mặc là nó rộng quá nên bóp cái thầu xíu ha. Em mặc đỡ cái form thôi. Tại vì nhiều khi có mấy mẫu nó lẻ size rồi á. Đây em đang mặc là cái size lớn nè. Chị nào mua size lớn mà giao cái này cho mình nè. Mặc sao là giao vậy, cái chị không cần phải lo. Không phải là em mặc cái đẹp, ha vải đẹp, kiểu đẹp, rồi em giao cái không liên quan, không có. Em mặc là cái mà giao xưởng giao về cho bên em, xưởng may xong qua giao về đây 4 size cho em thì em lấy cái size mặc vừa thôi. Tức là em lấy cái size M em mặc thôi. Hết size M em cũng đang mặc size lớn, các chị coi nè. Đây là hết size M, không còn cái nào để mặc. Em mới mặc cái size lớn nè, XL thì các chị xem thấy không. Em mặc size là giao về, yên tâm luôn. Cái này mặc cũng là cái bán nè. Em đang mặc livestream cũng là cái em bán tại shop. Và cũng là cái em bán khi mà em giao online luôn. 1223 nha, chị Trúc My ơi. Em sale cho mình luôn là 169.000 đồng. Hiện tại màu tím em còn có 2 size thôi hả. 1223 nha cả nhà, màu tím. Nền tím hoa cúc nha, sale 169k. 3X hả chị? Không, em không có size 3X. Cái váy này em có size là 65kg đổ về. Chị bao nhiêu ký? Hiện tại váy này là 65kg đổ về giúp em ha. Em có cái váy kia là 70kg được, màu tím. Được không chị? Hoa thêm 70kg mặc vừa, sale có 199 thôi. Nếu mà ok mặc cho chị coi. Hôm bữa sắp điện thoại hơi khuya nên không nghe máy được. À là chưa chút đâu cho mình hả chị Lily ơi. Vậy chị để lại cho em cái số điện thoại bây giờ ha. Để chút nữa có dịp chút đơn nha. Chị Sương Lê có số điện thoại nè. Rồi đây là 1223 nha cả nhà. 1223. Ví dụ như mà với chị đặt hàng buổi sáng thì không nói, cái chị đặt hàng buổi tối á. Tối mà lỡ như khuya bởi đâu có nhắn tin, hoặc khuya thì chắc cũng tầm 10 giờ á. 10 giờ là hết ca làm việc rồi. Là cỡ tầm mà 10 giờ mình không nghe điện thoại được thì mình nhắn tin giúp em là ngày mai chốt đơn cho chị nha, để bên em còn lưu lại. Chứ không thôi mấy bạn gọi điện thoại không nghe máy, các bạn lại bỏ qua cái đơn của mình nha. Rồi đây là 1223 chị Mỹ Hoàng nè. 1223 nha, em có 2 size cho mình thôi à. XL và 2X luôn nè. 55 cho tới là 65 ký vừa giúp em ha. 55 tới 65 ký vừa. Chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình đây.
Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1223 1223 chị Hoàng Kim chúc đơn 1223 luôn. 56 ký hả chị? Dạ vừa. Cái váy này em đang mặc thì cũng chỉ còn size 55 ký đến 65 thôi chứ cũng đâu có size nhỏ đâu. 55 đến 65 chế độ về giúp em nha. 1223 nè. 1223 kèm số điện thoại cho em luôn. Ai chưa có cứ lên đơn đặt sớm giúp em ha. Em chiều hàng chiều sao giảm giá cho mình luôn. 1223 với số điện thoại. Để sau cái để mặc cái mẫu mới nha. Có về 6 mẫu trước rồi. Lô mới sau em về là tới hơn 50 mẫu lận. Em về trước 6 mẫu nè. Có hai cái đầm nhúng thun rất là xinh. Để mặc cho các chị cài. Dạ 1223 em đang mặc đây. Chị Nhật Lệ nè. Nền màu tím hoa màu trắng nhị vàng. Cái viền cổ có viền ren cho mình nè. Tay may hơi phồng phồng. Đó xinh hâm. 1223 chị ơi. Dạ chị cúc chúc đơn 1223 luôn. 55-65kg về là vừa giúp em nha. 1224 đen. Ok chị Lily. Ủa cái đen em chưa mặc. Ủa em mặc cái đen chưa ta? Em quên luôn rồi. Cái đen là 1224 này đấy các chị nha. Em chưa giới thiệu nữa nè. Đen là 1224, còn màu tím là 1223 nha. Mới đặt đầm beo hôm qua. Nay này mà giờ nhận được rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Sáu. Trời ơi lẹ quá ha. Khách em mới đặt hôm qua đây có rồi. Nhiều khi là sáng các chị đặt ở thành phố, sáng đặt là trưa hoặc là chiều có luôn rồi. Nhiều khi cũng nhanh lắm. Mà lâu lâu là hơi bị kẹt hàng đó, thành ra 2-3 ngày mới có. Chứ thường là nhanh lắm luôn á. Dạ cảm ơn chị Mỹ Dung đã ủng hộ shop nè. Nếu mà chị ưng ý thì mình nè. Nếu như mà có ai hỏi mua đồ ở đâu thì đừng quên giới thiệu cho shop của em nha. 1223 váy này sale 169k. Rồi mặc cái váy mới cho các chị coi. Xong rồi lên sale đồng tiếp nha. Em còn đồng 99k nữa đó. Chưa có lên hết đâu. Xíu mặc cho mình coi nè. Rồi đây. Cái váy này hôm nay là em sale 249k nha cả nhà. Hàng mới về của nhà em. Tay nhúng thun nè. Ok chị Lily nè. Có size size chị số ký chị em có hàng, chị cứ yên tâm. Cái váy hoa 1224 màu đen á là giống như vậy, màu đen nè. Là em có size 50 tới 65 lận. Hai chị yên tâm đặt hàng. Chắc chắn là sẽ có hàng của mình. Nhớ đừng quên chia sẻ livestream nha. Rồi, em đang mặc đây là 127 1284 nha, 1284. Ngày hôm nay là em sale cho mình luôn nè, 249.000 đồng thôi. 1284, cái này em mặc thì nó cũng không có dài quá. Nó chỉ là vừa dài ngang gối em thôi hả, 1284. Nền xanh hoa này là hoa màu cam các chị nha, cái tay nhúng nè, rất là xinh nè. Đây, cái tay là tay may nhúng cho mình các chị nha. Đó, tay hai bên nhúng cho mình đây, dễ thương không? 1284 giúp em nha. Hôm nay là sale có 249 thôi hả. Rất là được giảm tới 50k luôn á. Bình thường ui trời hết size M. Ủa thiệt luôn hả? Mới về sao hết lệ vậy ta? Ủa cái này mới về có mấy ngày thôi hà, để em hỏi lại nha. Trời ơi, hai màu đều hết đơn luôn. Em có màu đen nữa nè. Tính ra là mới về có mấy hôm thôi đó mà hết hàng lẻ dữ vậy trời. 249k nha. Chị mua mã 1221, 1207. Ok chị Phương luôn. Phường Hương luôn. Rồi em đang mặc là 1284, em có màu đen là 1286 nè. Đen là 86 nha. Đây là màu đen, nó chỉ khác mỗi cái nền thôi. Cũng là cái tay nhúng nè, cũng là cái hoa màu cam luôn ha. Y như em hoa mặc vậy đó. 1284 là màu xanh, 1286 là màu đen. Tính ra là bây giờ cả hai đều lẻ sai rồi. Em mặc 1284 hết size M. Còn cái đen này là 86 thì em hết size L nha các chị. Mà mấy size khác cũng tầm mười mấy hai chục cái thôi. Rất tiếc nha, gần hết hàng rồi. Cố gắng mình đặt sớm giúp em luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Chị Nguyễn Nguyễn chúc đơn cho mình luôn ạ. Dạ đây, 1284 là màu xanh, 1286 là màu đen ha. Mình là thấy con nào thì cứ đặt sớm. À lấy con cái rồi nè. Định cho em thấy con cái phía sau rồi. Mà sao là do vậy nha cả nhà ơi. Thích cái nào thì cứ đặt hàng cho em ha. Mẫu đang mặc là 1284 nha cả nhà. Có 249 là chị ơi. Túi hai bên nè. Lụa nha, vải lụa hai túi hai bên. Bình thường em bán là 299k. Ngày hôm nay sẽ có 249k thôi hà. Mình ưng màu nào cứ đặt sớm giúp em nha. Chị Mai Thi chúc đơn nè. 1284 màu xanh cho chị luôn. Dạ rồi, 55kg vừa chị ơi. Cứ đặt hàng giúp em ạ. Có size vừa chị cứ lên đơn giúp em ha. 249.000 đồng hàng mới về, hai túi hai bên. Hôm nay sale trưa nha, gần hết rồi. Hết một size M rồi nha cả nhà. Màu xanh hoa màu cam em mặc đây hết size M nha. Em còn cho mình là size L, XL và 2X. 50 cho tới là 65kg vừa luôn. 1284 đền màu xanh, chất liệu là vải lụa. Chị Miso chúc đơn cho mình là 1284 nè. Dạ tay em có nhúng thun hai bên nè. Thật ra tay lỡ mà em nhúng nó lên á. Đó, cái kiểu nhúng thun hai bên rất là xinh ha. Em lần đầu tiên về cái tay nhúng như vậy, về có hai mẫu hả? Có hai màu hà, xanh với đen thôi. 249k nha. Chị Linh nè, chúc đơn cho mình luôn. 1284 kèm xếp hạng giúp em nha. 249k nha cả nhà. Chưa có mẫu nào cứ lên đơn luôn. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm 3454.
À rồi, mã số sản phẩm kèm xếp hạng giúp em ạ. 1284 kèm xếp hạng giúp em 1284. Ai chưa có cứ đặt sớm nha, em chưa hàng chưa sai cho mình luôn. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua thêm một cái váy khác nữa nha. Lên cho các chị coi thêm một em váy nữa đây. Ngày hôm nay là cũng sale lỗ vốn luôn á. Nói chung là hôm nay cũng sale hết trơn hả. Mình nâng màu nào mẫu nào thì cứ đặt sớm giúp em thôi. Rồi cái váy trơn này không biết còn mấy cái đây ta. Cái trơn màu nâu vàng nè. 1, 2 1, 2. Ui hôm nay full size luôn. Đây em có cái nâu vàng này cho mình. Hồi nãy chị nào hỏi em đầm trơn màu á, em có cái mẫu này trơn màu nè, nâu vàng nha, cổ vét mặc đi làm đi chơi đều được hết luôn. Ngày hôm nay sale có 179.000 đồng thôi, mà trong khi là full size cho các chị luôn. Đây chắc mới kiểm kho á. Rồi đầm cổ vét trơn này các chị ha, hôm nay là em có sẵn hàng luôn. 1212 nha cả nhà, hôm nay có full size cho mình luôn. Sale còn là 179.000 đồng. Cổ vét nè, đi làm công sở mặc được hay cái gì, lịch sử quá trời luôn, màu cũng nhã nhặn cũng đẹp luôn, đi chơi đi làm gì mà cũng được. Cổ vét đắp chéo nè, tay lỡ phong xòe, chất liệu là cơ tông lạnh nha, cái chất này mới về của nhà em. 1212 nha cả nhà, em còn là cũng ít lắm, mỗi size có tầm 2-3 cái thôi. Rồi em còn màu xanh, xanh thì hôm nay còn có một size thôi. Màu xanh là 1211. Đây em có hai màu nha, 1224 cho chị Hoài Đào nè. Đẹp, cảm ơn chị Lan Hoàng ạ. Rồi em đang mặc đây là 1212 nha. Chị Thúy Phủ chúc 1286 nha. Rồi em đang mặc đây là 1212 nha cả nhà, đầm hoa cúc. Hoa cúc nào chị ơi, nãy giờ em cũng có mặc qua mấy cái hoa cúc rồi. Và biết sao cũng có mấy cái rồi. Sơ mi 229 nè. Hoa cúc 1 gram này là 199k nè. Đó, em có mặc qua mấy cái hoa cúc không biết chị hỏi cái nào ha. Em đang mặc thì có 179 thôi ha, hai màu xanh đen là 1211. Xanh đen thì hôm nay còn size 2X thôi nha. Xanh đen là 1211 nha cả nhà, chỉ còn đúng một size lớn nhất thôi. 2XL. Còn em đang mặc cái màu nâu này là 1212 thì em còn cho mình là full size luôn ha. Tính ra là màu nâu hôm nay full size, nâu vàng full size các chị nha, sale còn 179.000 đồng cho mình luôn ạ. Chị Thu Nguyễn là chúc màu nâu vàng 1212 ok chị luôn. Hai màu nha các chị yêu nha, đồng giá, cùng giá tiền, cùng chất liệu, cùng kiểu dáng luôn. Có điều là khác màu nên là khác mã số thôi. 1212 là nâu vàng còn full size cho mình luôn. 1211 là xanh đen còn đúng size lớn nhất rồi ạ. Xanh đen thì chị nào mà 57 đến 65 thì vừa, nhỏ hơn mặc sẽ bị rộng nha. Xanh đen là 1211. Da beo hả chị? Da beo 3 mẫu đều là 299.000 đồng hết luôn. Hiện tại có 3 mẫu da beo, cái lô hàng đang có sẵn á, là 3 mẫu da beo. Lô sau thì có thể em sẽ về tiếp nha. Lô này là có 3 mẫu là đang sale 299k nha. Chị nhận đầm mặc đẹp lắm cho chị xem vào bọn nữa đi. Ok chị Trinh Ngọc luôn. Rồi mình đơn mẫu nào cứ lên đơn sớm giúp em nha cả nhà. Nhanh tay đặt sớm giúp em nha. Ở đâu cái comment này đâu vậy ta? Mã hàng kèm xếp hạng giúp em nha cả nhà ơi. Lấy đồng nào cứ lên đơn sớm giúp em nè. Em chưa hàng chưa sai cho các chị luôn ha. Rồi xong chưa, bây giờ qua mẫu khác nha. 1212 là nâu vàng nha cả nhà. 1212 là nâu vàng. 1211 là da beo. 1211 là màu xanh đen nha. Sale còn 179k. Da beo thì để em coi là hồi sáng em có mặc cái da beo nền. À chưa mặc cái này nè. Beo nền trắng để mặc cho chị coi cái beo nền trắng ha. Đây beo, beo 3 mẫu đều là 290 hết. Em có hai cái beo cổ chéo, một cái beo trơn, một cái beo nền trắng và một cái beo cổ sơ mi. Đó, em có tới mấy mẫu beo là 3 mẫu lận nha. Em sẽ mặc cho mình coi trước một mẫu. 1212 ạ, nâu vàng em đang mặc đây. Chị Úc Trang giúp đơn 1212 luôn. Ok chị luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. Dạ đây là cô tông lạnh chị. Cái chất này nó dày dặn sẵn rồi. Nên là may nó có một lớp không cần lớp ở trong ha. Một lớp nhưng rất là dày dặn luôn. 1212 kèm xếp lại giúp em. Nâu vàng là 1212 nha cả nhà. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua thêm một em ấy khác nữa nha. Đây em mặc cho mình coi cái da beo ha. Beo nền trắng này là 1192 nha các chị yêu. Hôm nay sale là 299k. Ba cái beo đều là 299 hết. 1192 nè. Không biết hôm nay còn full size không nữa. Đây 1192 nha cả nhà. Beo nền trắng nha. Em sale cho mình là 299.000 đồng luôn. Em còn cho mình là cái beo trơn nữa nè. Cũng là cái cổ chéo giống mày luôn nè. Kiểu giống luôn. Cũng có đính ngọc trai phần eo giống hệt em mặc luôn. Khác là cái màu xíu ha. Quên, hình như chị mặc xanh rêu phải không? Trời ơi, đợi em xíu nha, sao cái này mặc xanh rêu quên mất tiêu. Hồi nãy em nhớ chị chị nói nó xanh rêu cái em quên mất tiêu luôn á. Đợi em chút nha chị ơi. Sau cái này em mặc nha, xanh rêu là 1234. Xanh rêu là 1234 chị nha. Bây giờ chị đặt trước cũng được. Rêu là 1234, xem có 169 nè. Còn 3 size L, XL và 2X. Rồi, sau cái này đẹp đẹp để riêng ra cái em đã nhớ mà con không quên.
Rồi, em đang mặc đây ạ, 1192. Qua cái bèo trắng này trước ha, sau cái đệm xanh rêu nè. 1192 các chị nha, phần eo đính ngọc trai cho mình nè, rất là xinh luôn. Đó, eo đính ngọc trai nè, 1192 nha. Lụa các chị nha, đây là mãi lụa. Rồi, em còn thêm một màu nữa là bèo trơn. Bèo trơn này là giống hệt kiểu em mặc luôn, cùng kiểu nè, cổ chéo nè, cùng đính ngọc trai eo luôn ha, tay lợi đi chai nhau. Nói chung là cái kiểu là giống nhau, khá là khác cái màu hoa xíu. Em mặc đây là 1192 là nền màu trắng, bèo trắng là 1192. Bèo trơn này nè, bèo trơn này là một bèo nâu này đi ha, bèo nâu này là 1222 các chị nha. Bèo nâu là 1222, đó, sale luôn. Đồng giá cho mình luôn là 299.000 đồng nha. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em đi ạ. Một chút nữa có gì em tư vấn size cho mình sau ha. Được tư vấn size trước khi giao hàng nha cả nhà. Đây là 299k. Đó, mình lấy bộ nào cứ lên đơn luôn. Đã đính thêm 3 vài viên ngọc trai ở đây. Có bộ 3 viên, có bộ 4 viên đó chị. Cúc đen hả chị? Cúc đen không? Em có cúc trắng, cúc vàng. Cúc trắng đền đền vàng ha, rồi cúc vàng cho mình thôi chứ không có cúc đen nha. Có cúc trắng đền đen thôi hả? Váy xanh hoa lớn hả chị? Xanh hoa lớn. Rồi em thấy cái sơ mi rồi nha, ok để em xíu ạ. Em đang mặc đây là 299k nha cả nhà. Da bèo ha, đính ngọc trai phần eo và phía sau là khóa kéo nè. Hai túi hai bên nha, 299.000 đồng. Ba mẫu da bèo của em ngày hôm nay đều là 299k hết. Qua bao nhiêu đợt hàng nó vẫn như vậy rồi. Nên là chị nào đừng có chờ sale. Mấy cái khác em sale hết trơn rồi, cái bèo nó vẫn vậy thôi, là biết cái giá chót rồi. Thành ra ai thích thì mua luôn, chứ có mấy mẫu em lẻ sai rồi nha. Bèo là mềm không biết bao nhiêu đợt rồi, đợt thứ 5 thứ 6 gì rồi á. Mỗi lần về cũng vài trăm cả ngàn. Em mặc đây là 1192 ạ, chị Quỳnh Nguyễn chó đơn luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua cái xanh rêu nha, xanh rêu có 170 thôi hả. Xanh rêu là 1234 nè, em sale là 169k cho mình ha. Hình như còn có 3 size thì phải. Đây xanh rêu, em còn cho các chị mình là 3 size các chị nha, hôm nay em sale luôn 169k nha cả nhà, 169k. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè. 1234 nha cả nhà. Rêu là 1234 em đang mặc nè. Rêu 1234 xí đây là cho chị dạ. Kim chi. Ok chị luôn ha. Em đang mặc là 1234 các chị nha, màu xanh rêu nè. Còn 3 size nha, L, XL và 2X luôn. Chị nào cỡ tầm là 50 cho tới là 65 ha. Phía sau có chân mấy cái rêu kìa, thấy không, y chang em mặc luôn vậy đó. Nó khác là cái size lớn size nhỏ thôi, chứ còn về mà hoa văn kiểu dáng là như nhau nha. Đây, em mặc cái rêu nè, móc ở đây là size lớn nè. Đó, nó khác theo cái size thôi các chị nha. 1234 là xanh rêu. Dạ đúng rồi, hai lớp ở trong có lót cho mình luôn. Ở ngoài màu rêu thì lót ở trong cũng là màu rêu. Đây, hai trong có lót cho mình nè. 1234 nha cả nhà, đồng hai lớp nha. Y chang nhau luôn ha. 65 ký đổ về giúp em ạ. Mặc sao là giao vậy. Riêng cái khoản mà hỏi em là giao có đúng mẫu hay không thì em rất là tự tin giao y chang thôi hả. Tại vì hàng mặc sao giao vậy đâu có khác đâu. May là may một lô về luôn thì em mặc là cũng một trong những trong cái lô đó thôi, chứ đâu phải là may một lô rồi em may cái khác không có. May y chang luôn, cùng vải cùng kiểu cùng chất đó chị coi nè. Đó, y chang nhau ha, không phải lo nha. Rồi 169.000 đồng, chỉ sợ là khi nào cái chị đặt sai mã thôi nha. Nhiều chị đặt bị sai mã em giao cái khác thôi, chứ đặt đúng là giao đúng cái đồng mình ưng liền. Đây là 1234 nha, 1234 kèm xếp thảo giúp em nè. Rồi, sale 169.000 đồng luôn nè. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. Em chưa hàng chưa sai cho mình đây. 1234 cho chị Hà Linh luôn. Mẫu đang mặc hả chị ơi, full size cho mình. Quên, hết một size rồi. Em còn cho mình là 3 size các chị nha. 50 cho tới là 65 ký vừa. Chị nào trong khoảng tầm số ký này cứ lên đơn giúp em luôn. 50 cho tới là 65 ký vừa nha. 1234. Màu xanh rêu có lót ở trong nè, hai túi hai bên luôn. Có sẵn hàng chị ơi, mình đặt là bây giờ là mình mua trong cái line này cũng được luôn, hoặc là mình đến trực tiếp cửa hàng mua cũng được nha. Có sẵn hết trơn rồi, đặt là em giao liền. Nếu mua online thì cho xem hàng luôn, cho kiểm tra hàng luôn ạ. Xem áo kế hoa đỏ đen, áo kế hoa đỏ đen. Có đầm một lớp hoa xanh rêu hả chị? Hoa màu xanh rêu hả? Để em coi coi. Áo kế hoa đỏ đen chị ơi, em có hai màu, một cái là vàng với một cái là màu xanh. Chị thích cái nào kế hoa đỏ chị ơi, xanh hay là vàng thì mặc cho chị coi. Hai cái này cùng kiểu là cái xanh hay là cái vàng thì cũng là cùng kiểu cổ chéo mới về hết trơn á nha. Nếu mà thích màu xanh thì em có cái này ở hoa nó cũng màu à. Cái này là nền màu rêu thôi, cái này một lớp nè. Hoa màu xanh thì bây giờ em không có rồi, em có chim hạt màu xanh thôi hả. Rồi em đang mặc đây là
1, 2, 3, 4 các chị nha. Lô sau đi, lô sau có thể em có về, có thể về màu xanh rêu á, hoa xanh á, tại vì lô sau tết hơn 50 mẫu lận. Em mặc là 1, 2, 3, 4 nha. Rồi dạ, bên em không có size S chị nha, bên em là chỉ có size size M là nhỏ nhất thôi. À quên quên, để mặc cái sơ mi này cái đặt đã hồi là quên, xém là quên rồi. Để mặc cái sơ mi này xong rồi sẽ mặc hai cái cổ chéo mới về cho chị và cho chị Kim Chi coi nha. Đây, mẫu đang mặc là 1, 2, 3, 4 các chị nha, sale 169.000 đồng nè. 65 chế độ về giúp em ha, size M, size L, XL và 2X. Cho chị cái một lớp XL. Một lớp em có nhiều cái lắm chị ơi, không biết chị dùng cái nào. Em có mấy cái mới về cũng một lớp không hà. Mấy cái sơ mi đa số cũng là một lớp, em mặc thì hai lớp nha. Mẫu đang mặc là hai lớp có ở trong nha. Chị Mỹ Thu có đơn nè. 1, 2, 3, 4 giúp em ạ, 169k. 1, 2, 3, 4, 169k nha cả nhà. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ qua thêm một em váy khác nữa nè. Em mặc cái sơ mi hoa cúc nền màu xanh nha, hoa cúc to nè. Hồi nãy chị nào hỏi em là cái sơ mi nền xanh hoa to đâu ta, em đang mặc cho mình coi luôn. Cái này là 1, 2, 3, 7 các chị nha, sale 229.000 đồng. 1, 2, 3, 7 nè, 229k sơ mi hoa cúc nền màu xanh. Cái hoa này là hoa cúc to nhất á. Đây cái họa tiết là hoa cúc to nhất. Trong mấy cái hoa cúc đầu này em về, đây là hoa to nhất nha. Cái hoa vàng là hoa vừa vừa thôi, hoặc là cái trắng đen hồi nãy mặc cũng hoa vừa vừa thôi. Có cái này là hoa to hơn nè. 1, 2, 3, 7 ạ. Một một tám mươi là gì em quên rồi ta. 1, 1, 80 à, cái màu à xuông. Ok đẹp xíu. Rồi mẫu đang mặc đây là 1, 2, 3, 7 cái chị nha, đẹp xíu ạ. 1, 2, 3, 7 nè, sale còn 229.000 đồng luôn. 65 chế độ về cho em nha, nền màu xanh có với hoa cúc cho mình, cổ sơ mi nè. Chị nào mà sợ hở thì mình có thể đơm thêm một xíu, em là đơm tới đây thôi, là không không hở lắm, đơm vừa rồi. Còn ai thích kín hơn thì đơm thêm một cái nút đơm ra giúp em, nút bấm cũng được ha. 1, 2, 3, 7 nha, size cho mình là 65 chế độ về luôn. 1, 2, 3, 7 ạ, sơ mi lụa nền xanh hoa cúc cho mình. 1, 2, 3, 7. Rồi em có là full size cho các chị nha, 65 chế độ về giúp em ạ. À, chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Rồi chị xin Nguyễn là chị đã gửi bưu điện rồi hả chị? Chị gửi là bao nhiêu ngày rồi chị ơi? Mình kiểm tra giúp em là từ cái hôm mình gửi á đến hôm nay là bao nhiêu ngày. Tại vì thường khi mà khách mà đổi hàng từ dưới tỉnh lên trên em á là phải tầm một tuần em mới thấy cái đơn, em mới nhận được cái đơn của mình. Tại vì các chị giao là mình giao nhanh hay giao chậm nữa nha. Khi mà hàng giao tới bên em sẽ kiểm tra là cái gói hàng đó là đúng cái gói hàng của mình, còn y nguyên, không phải là hàng đã qua sử dụng, còn hàng mới nguyên mạc nguyên tem các kiểu đầy đủ luôn thì hỗ trợ em đổi liền ha. Để em kiểm tra coi là có nhận được chưa nha. Chị xin Nguyễn nè, gửi được mấy ngày rồi chị ơi? Mình không là bây giờ cho em số điện thoại đi, số điện thoại cho nó dễ nha, không em số điện thoại để em kiểm tra coi là hàng tới chưa. Tới là em gửi liền ha, tới là em gửi liền, chỉ sợ là hàng chưa tới thôi. Tại vì á đợt trước là em dễ lắm, có mấy đợt là khách, là tại vì em tin tưởng khách mà, khách kêu là khách gửi cho em rồi, em chưa có nhận hàng mà em đã tin tưởng khách, em gửi cái mới cho mình đi, đến lúc hả khách nhận được cái mới mà cái cũ em chưa, em hoài chưa nhận được luôn đó. Em bị mấy lần rồi, cho nên là bây giờ á quy định mới là khi nào hàng phải về tận shop em kiểm tra là đúng hàng của bên em mới nguyên vẹn thì em sẽ đánh cái hàng đổi cho mình liền ha. Các chị thông cảm, tại vì em đã bị rất là nhiều lần là đã đổi cho khách cái khác nhưng mà đã không nhận được cái hàng này. Không phải là em nói tất cả các chị, nhưng mà một số chị khách như vậy rồi, nên là bên em bây giờ là không có đổi trước được ha, em nhận hàng mới đổi, bên nó mới đổi sau. Rồi đây là 1, 2, 3, 7 nè, 1, 2, 3, 7 giúp em nha, 65 chế độ về luôn. Đây sale cho mình luôn là 229k nha cả nhà, 229.000 đồng ha. 65 chế độ về, trường hợp mấy chị dưới tỉnh thì phải ra bưu điện gửi lên cho em thôi, chứ mấy chị thành phố dễ lắm, mấy chị thành phố mà nhận hàng mà có vấn đề gì á cứ nhắn tin giúp em có shipper mang hàng qua một đổi một luôn, mang qua lấy cái kia về luôn, nó đơn giản lắm luôn á. Rồi đây sẽ qua một khác. À quên, mặc cái mới, mặc cái màu vàng trước nha, màu vàng sẽ tới cái xanh nha. Rồi đây, màu vàng này là cái mẫu mới về của nhà em ha, 1272. 1272 nha cả nhà, ngày hôm nay sale luôn là bao nhiêu tiền đây ta? Đếm xíu nha, 1272. Đây, cổ đắp chéo mẫu mới về của bên em nè, 1272 nha. 1272. Rồi.
Rồi, 1272 các chị nha. Cái này là vải lụa bên em mới về nè. Ngày hôm nay em sale cho mình luôn ha, 1272. Chị nào chưa có cái vải này nha, hôm nay sale luôn 299.000 đồng nha. Lụa, lụa mango của nhà em lụa Nhật của nhà em nha. Hôm nay sale cho mình là 299.000 đồng luôn. Chất liệu là vải lụa Nhật nha cả nhà, màu vàng có họa tiết là những cái vân màu đen. Những cái vân màu đen rất là sang cho mình. Ui trời, sao em nhớ em đơn rồi mà ta. Em nhớ em đơn rồi ta, ủa hay là hai cái ta. Rồi, cái này là 1272 các chị nha. 65kg lỗ về giúp em nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn. Em chưa hàng, chưa say. Rồi, 65kg lỗ về cho em nha cả nhà ơi. 299.000 đồng nè. 1272 kèm xích hợp giúp em. Đẹp nhưng bông to quá. Vậy hả chị Nguyễn Hương, em có mấy cái khác hoa nhỏ hơn? Có. Đây cái sơ mi hoa vàng này nhỏ hơn nè nha, có hoa nhỏ hơn nhưng mà kiểu nó khác, cái hoa nó hơi khác, cái màu nó hơi khác một xíu nha. À, chị gửi chuyển phát nhanh 70 lần á hả, trời ơi, nếu mà các chị không gấp á mình không cần chuyển nhanh đâu nha. Nếu như mình không gấp, không cần cái đồng đó quá quá liền quá thì mình chuyển chậm thôi các chị, cho nó rẻ, chuyển chậm chắc tầm đâu hai mấy ngàn thôi à, chứ đừng có chuyển nhanh, chuyển nhanh mắc lắm. Chuyển nhanh thấy không, đây đây là khách em gửi bưu điện lên mà tới 70.000 đồng, trong khi là em gửi về cho mình đó là cũng gọi là chuyển nhanh đó, mà em lấy khách có 30k thôi, còn lại bao nhiêu là em hỗ trợ rồi đó các chị nha. Đấy các chị thấy là phí ship rất là cao, em đã hỗ trợ một phần rồi, thành phố ship 10.000, ship tỉnh là 30. Nếu các chị không cần gấp thì mình gửi chậm thôi cho nó rẻ ha, nó đỡ mất ship. Hôm qua đã gọi chưa em, sao không thấy sắp trả lời, đã gửi hàng chưa hả chị? Đã gửi hàng chưa hả? Thường mà khách đặt mà có nhân viên gọi điện thoại mà ở hẹn ngày giao rồi là em giao liền thôi hả? Đầm gần đến đầu gối hả chị? Gần đến đầu gối là đầm ngắn hả chị? Có. Chị cao bao nhiêu ạ? Đây, em có cái váy này nè. Hồi nãy em mặc rồi cho mình cái màu xanh rồi. Nó chỉ là vừa tầm ngang gối của em thôi. Em cao mét 6 nè, nó ngắn hơn một khúc, cái chị thấy không? Em cao mét 6 hoặc là vừa tầm ngang gối chị nha, được không? Cái hoa này được không? À, có đầm beo xanh mờ không? Giá bao nhiêu một cái cổ chéo? À, đếm xíu. em cảm ơn, em cảm ơn chị Nguyễn Hương nha. Rồi em có đầm beo cho mình, khoan để em xíu. Rồi em có hai cái váy này trước ha, nói về đầm ngắn thì có hai cái váy này, ngắn tầm ngang gối, em cao mét 6 là vừa chấm ngang gối luôn được không chị? Đây mét 6 em vừa chấm ngang gối luôn. Hai màu này mới về của shop em, đang sale là 249. Nếu mà được thì em sẽ giới thiệu lại cho mình, tại vì có mặc qua rồi ha. Còn đầm da beo á thì cả hai hình như em đều còn size M. Để coi cái 22 còn không. Beo cổ chéo mà beo nâu á là 1222, hên quá còn. Rồi em có cái beo cổ chéo này nè chị ơi, đeo được không? Beo nâu là 1222 cũng còn full size cho mình luôn. Hôm nay là không biết kiếm đâu ra được full size nè, mỗi size được 5-7 cái. Rồi có beo trắng nè, beo trắng là 1192 cũng còn full size, mà beo nâu là 1222 cũng full size cho mình luôn chị. Ơ màu nào, em có mặc cái beo trắng rồi, vừa mặc qua tức thì xong. Beo nâu thì em chưa mặc nha, nếu tức thì em mặc cho chị coi luôn. Cả hai bộ đầm này đều đang sale là 299k hết luôn. Cả hai đều có full size, đều 299k, khác màu thôi. Beo nâu và beo trắng đó chị nha, beo trắng thì nó có những cái vân màu xanh xanh vàng vàng nè, nó rất là xinh ha. Beo trắng là về trước, beo nâu là mới về sau này thôi. Rồi xong chưa, coi mẫu nha, màu vàng đây là 1272 các chị nha. 65kg đổ về giúp em ạ. Chấm cam gần xanh rêu, chấm cam gần xanh rêu hả chị? Chấm cam là cái này hả, màu cam cà rốt hả chị hay là sao ạ? Đúng không, phải cái cam cà rốt này không? Nếu mà đúng thì ok cho em biết, em mặc cho chị coi nha. Mẫu đang mặc đây là 1272 các chị nha, đang mặc là 1272 nha. Rồi xong, em sẽ qua cái màu xanh này là nốt hai cái đầm mới nè. Rồi sẽ qua cái đầm xuông 80 nha. Đó là có danh sách lên rồi. Có chị khách cứ comment đi. Rồi sau cái này muốn em mặc cái nào thì cứ đặt ở phía dưới ha. Cứ comment ở phía dưới, em mặc cho mình coi nha. Đây, cái màu xanh này là giống em đang mặc luôn nè. Màu xanh này là 1273 các chị nha. Xanh là 1273. Nhưng mà xanh hôm nay đặc biệt em sale cho mình trước ha, 1273. Em sale 50.000 đồng chứ váy này luôn, đặc biệt riêng màu xanh. Là vì mỗi buổi live là có thể em sale cái khác nhau các chị. Hôm nay sale cái này, ngày mai sale cái kia. Đây, xanh này là xanh dương đậm đó các chị, xanh đậm, xanh đen á. 1273 nè. Rồi, em có là full size cho các chị mình luôn ha. 1273. 73. Rồi, chị nào mua trong bài live stream ngày hôm nay của em nha, sale cho các chị mình luôn nè. 200. Đâu rồi ta? 1273 các chị nha, 249.000 đồng luôn. 50 giờ hôm nay là giảm được 50k đó, 1273 nha cả nhà.
áo dạ hội, bữa đặt thêm hai váy dạ hội hả chị? Dạ hội là em chỉ còn màu đen thôi, không biết là chị đặt dạ hội nào, em chỉ còn dạ hội màu đen size M thôi ạ. Nhiều khi là khách đặt á không chốt là tại vì không có size của khách, mà bên em thì hiện tại nếu như mà bên hôm đó các bạn mà có thời gian các bạn sẽ gọi điện thoại nói với mình là không có size, còn mà đơn hôm nào nhiều quá không có thời gian gọi các bạn sẽ nhắn tin ha, cái chị kiểm tra cái tin nhắn. Nhiều khi là em có nhắn tin mà chị không coi á. Rồi đây là 1273 chị ơi, vải lụa 1273 chất lụa, sale còn 249.000 đồng luôn, 65kg đổ về giúp em ạ. À. Đúng rồi chị, đồ ok xếp mặt cái này cho chị coi luôn. 1273 nha cả nhà, em đang mặc là 1273 nha. 65kg độ về, chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ha. Có chuyên viên alo trực tiếp và tư vấn size cho mình nè. Đừng tư vấn size trước khi giao hàng nha cả nhà ơi. Mình lấy màu nào cứ đặt sớm giúp em ha. 1273 kèm số điện thoại đây. Size M, size L, XL và hết luôn. Full size cho các chị đây, hàng mới về và sale có 249 ha. 249k nha cả nhà. 1273 kèm xếp hạ giúp em nha. 40 cho tới là 65kg vừa luôn ạ. À. Cái này là full size các chị nha. 1273. Đã thấy các bạn có nhắn tin là có nhắn cho chị rồi. Nhiều khi là khách không có kiểm tra cái tin nhắn. Mình kiểm tra giúp em là cái phần tin nhắn. Nếu mà hết hàng hay là có vấn đề gì mà không chốt đơn được, các bạn sẽ nhắn tin cho mình liền, mình kiểm tra giúp em nha. Chị Nana nè, 1273 luôn. Mặc đầm nào ngắn nhất cho chị xem với, ngắn nhất hả? Ngắn nhất luôn này thì chỉ có cái mới về này là ngắn nhất thôi, là ngang gối của em thôi. Em có mặc cái màu xanh rồi, để hồi em kiếm cái nào mặc cho chị coi. Có body là ngắn hoặc là suông cũng dài, có body là ngắn ngắn. Để em chút nha, em sẽ mặc cái màu à. À quên, chết rồi. À đây đây đây, để em xíu. Em mặc cái đầm suông 1180 xong rồi lên cái màu cam cà rốt nha. Đây cái chị muốn em mặc cái nào cứ comment ở phía dưới, em sẽ mặc cái thứ tự luôn. Đó, thích màu nào cứ comment giúp em. Lên cái này trước, có chị khác yêu cầu mặc cái này rồi. 1180 ạ, xanh nào, xanh đen. Vải này là vải sấp thái các chị nha, xanh màu và xanh đen nha, mình có phối hoa nè. Em may kiểu suông nha các chị, cái đầm này là suông từ trên xuống dưới luôn á, không có ráp eo gì hết trơn á. 1180 rồi, hết size 2XL nha. Em còn cho mình là 3 size ML, XL, 60kg độ về giúp em ạ. À. Đây lô sau hình như có là ngắn á, lô sau có, lô này thì có mỗi hai cái mới về thôi. Đây mình nhìn trên sàn mình cũng thấy hai cái này ngắn nhất đúng không? Màu xanh với lại màu đen, xanh em mặc rồi, có đen chưa mặc nè. Nếu mà chị ưng thì hai cái tay nó nhúng hết, ưng thì em mặc cho chị coi. Còn mấy cái khác là dài tầm tới bắp chân ha. Váy này thì cũng tầm bắp chân của em nè, sẽ tà hai bên nha. 1180 ạ, à, em sale cho mình là 169.000 đồng luôn, sẽ tà hai bên cho mình đây, rất là xinh. Khóa phía sau lưng ha, 60kg độ về giúp em hết size 2X rồi. Váy này là 60kg độ về nha cả nhà. Đặc biệt lưu ý thêm giúp em là cái phần tay á, à cái phần hoa nè. Cái phần hoa văn lại vị trí nó sẽ khác nhau nha. Em mặc là hoa bên trái, nhưng mà nhiều khi em giao cho mình cái hoa cúc đó là cắt ngay là cái hoa bên phải, hoặc là hoa chính giữa nha. Cùng là cái vải này luôn, nó y chang là cái hoa này luôn, nhưng mà khác ở vị trí xíu thôi. Cái này là bắt buộc rồi, tại vì em cắt bằng máy tự động một lần 100 cái lần, chứ không có phải là cắt xong rồi mới in hoa, mà là hoa một miếng vải lớn in sẵn rồi, cắt theo từng sớ thôi. Mẫu đang mặc hả chị? 1180 sale 169.000 đồng. Em còn 4 cái size M, 26 cái size L, 14 cái size L. 60kg độ về giúp em ha. 60kg độ về, chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. 1180 ạ, 1180 kèm số điện thoại cho chị chip 1273, em gửi luôn cho hình cho chị. Ok chị Vân Trịnh luôn. Chị nào muốn coi hình mình cứ nhắn tin, hình em có sẵn rồi, em gửi qua cho mình coi, xác nhận lại có đúng cái đầm đó hay không. Nhiều khi nghe lộn cái chị ha. Số điện thoại sắp liên lạc để khách biết cho chị gì? Đợi em xíu. Cho số điện thoại thì sắp liên lạc để khách biết. Chị Nguyễn Tuyết ơi, mình lưu giúp em, đâu phải là một ngày em chốt có 10 đơn đâu chị. Nếu mà ngày chốt 10 đơn em gọi nói chuyện, anh nói chuyện cho khách một tiếng cũng được luôn á. Một ngày bên em một livestream như vậy là đã bao nhiêu là đơn hàng rồi các chị. Mấy bạn gọi điện thoại liên tục còn không có thời gian ăn cơm nữa, nhiều khi trưa em xuống ăn cơm mà không thể chưa ăn cơm nữa. Nên mình phải thông cảm giúp em chị ơi. Mỗi bạn là có hai cái điện thoại, là điện thoại bấm thôi, điện thoại bàn phím thôi đó. Hai cái điện thoại, mỗi cái điện thoại là hai sim, tức là một bạn sẽ có 4 số điện thoại để chốt đơn cho khách luôn. Khách mà cứ nhảy đơn lên, em gọi điện thoại liên tục luôn, chốt chị này xong chốt cho chị kia, thì tất cả những đơn nào mà có sai em sẽ gọi điện em chốt cho mình nha. Thường thì có số điện thoại là em sẽ gọi điện thoại liền, em chốt đơn luôn, có sai sẽ chốt cho mình luôn. Còn thường những đơn nào mà em kiểm tra thấy là không có sai của mình, hoặc là mấy chị chưa có chia sẻ livestream, em sẽ bỏ qua, không có gọi điện thoại để báo. Nhưng bên em sẽ có nhắn tin, mình thông cảm giúp em, chứ đâu thể nào em gọi điện cho hết tất cả các chị được đâu. Ai đặt đúng thông tin hoặc là ai đặt chia sẻ rồi mới chốt đơn thôi, em cũng phải lọc khách ra nữa. Chị nào không chia
sẽ like là không chốt đơn nè. Chị nào mà cho số điện thoại mà ví dụ như là thiếu thông tin là không chốt nè. Còn thường em đặt đúng là chốt đơn liền. Chứ bây giờ mà mỗi chị đều muốn em gọi điện thoại, chắc là em gọi từ sáng đến đêm chưa xong một buổi like nữa đó. Like một ngày các chị cũng biết là bao nhiêu bài live stream khác nhau. Một bài cứ tầm một tiếng là cứ một ngày không biết bao nhiêu bài like rồi. Đâu thì đâu gọi điện hết được đâu, cái này mà thông cảm giúp em nha. 1180 ạ, bây giờ em sẽ có cái màu cam cà rốt nha cả nhà. 1273. Ok chị Vân Trịnh, rồi để em gửi hình thôi cho chị coi nha. Mình kiểm tra cái phần tin nhắn giúp em đó các chị ạ. Nếu em không gọi điện sẽ nhắn tin cho mình nha. Rồi đây là 1238 nè, cam cà rốt là 1238. Ui cái này size nó lớn à. Cam cà rốt là 1238 các chị nha. Size này là size để em coi coi còn size gì cái đã. 1238. Rồi, em còn hai size các chị nha, XL và 2X, 55 tới 65 kg vừa, còn hai size thôi. XL và 2X nha, cam cà rốt nè, hoa nhĩ màu vàng phong xè cho các chị đang có túi hai bên luôn. Giả von là hai lớp các chị nha. 65 kg độ về giúp em nha cả nhà. 55 tới 65 kg độ về giúp em luôn. Cam cà rốt đây. Cam cà rốt cái chị nha sale cho mình luôn là 169.000 đồng thôi. Cái mẫu này nó giống với lại cái xanh rêu á. Hồi nãy có mặc cái xanh rêu các chị coi rồi ha. Rêu hình như cũng còn size lớn. Đây rêu là 1234. Xong tới cái cao em đang mặc là 1238 nha. Váy treo đầu xào. Váy treo đầu xào là cái này hả chị? Đầu xào là bên này hả? Tại vì hai bên đều là đầu xào hết trơn á. Bên này đúng không chị? Màu đen đúng không? Ok đợi xíu nha. Sau cái này em mặc cho mình coi. Đợi chút xíu ạ. Sau rồi em cũng đang định mặc cái đó. Tại vì chị khách đang hỏi cái đầm ngắn ngắn thì em thấy là có mỗi cái đó là ngắn nhất thôi. Còn mấy cái kia là dài dài tầm qua gối hết trơn hả. Đây là một cam cà rốt ạ. Em còn có hai size thôi, XL và 2X. Hơi bị động so với em nha. Hết size nhỏ rồi. 55 tới 65 kg độ về giúp em luôn. 1238 ạ. 1238. Mẫu em đang mặc là 1238 các chị nha, 65 kg độ về luôn. Em còn hai size. 55 tới 65 kg độ về là vừa. Dạ còn chị Thảo Phạm 1205 em còn full size luôn. Đây. 1205 để chị full size cho mình luôn chị nha. Size L còn 5 cái á. Chị lấy 1205 thì em đang sale có 179 à. Nếu chị lấy thì cứ comment giúp em ha. Rồi xong chưa? Sau cái để em qua cái đầm màu đen phía sau nè. 1238 nha cả nhà, cam cà rốt nha, vải von hai lớp, có lót ở trong nè. Đó, vải bên ngoài màu gì lót ở trong màu đó nha. 1238 kèm xếp hạng giúp em. Sale cho mình luôn là 169.000 đồng. Chị Tươi Nguyễn chúc đơn cho mình là 1238 nè. Dạ được nha chị Ngọc Trân ơi, bên em ship về tận nhà luôn nè. Chị ở đâu? Bên em ship về tận nhà luôn. Thành phố cũng ship và dưới tỉnh cũng ship luôn. Thành phố ship 10.000, ship tỉnh là 30 nha. 1224 169k chị ơi. 2423 hai cái đồng tím với lại đen á. 169k chị Kim Chi nha. Rồi xong ha, bây giờ em có cái khác nha, cái này có hai size, em coi nhanh, mỗi size có khoảng vài cái thôi. 1238 nha cả nhà, màu cam, cam cà rốt mã số là 1238 nha. Rồi 169.000 đồng, đây còn hai size thôi là XL và 2X. Rồi đây lên cho các chị xem cái váy khác nè, màu đen nha. Hồi nãy em có mặc cái màu xanh tay nhúng rồi, em còn màu đen nè, đầu xà là màu đen. Màu đen cũng tay nhúng cho mình luôn, 1286. Em đang sale là 249k cho cái chị đây, 1286 là màu đen. Đây, giống với cái xanh vừa rồi em mặc á. Hồi nãy có mặc cái xanh tay nhúng các chị nhớ không? Xanh đây nè. Đâu rồi ta? Đây. Cái xanh tay nhúng em có mặc rồi nè, ha, đền xanh có tay cũng tay nhúng giống em luôn á. Em mặc đây là 1286 nha. 1286 nha cả nhà, sale luôn là 249k, 249.000 đồng. Theo như em thấy thì có mỗi cái này là ngắn nhất thôi hà. Em thấy là có mỗi cái này là ngắn nhất thôi hà. Còn mấy cái kia là dài qua gối tới bắp chân hết trơn luôn. Đang có sẵn á, để có cái váy này là ngắn tầm ngang đầu gối của mình ha. Váy xòe nha. Em coi mét 6 là mặt vừa ngang gối luôn ạ. 1286, 47kg, mét 55 hả chị? Rồi chị Thảo Phạm 47, chắc là size M hoặc là size L. Nếu như mà eo của chị mà tầm 68 đổ về thì size M. Còn trường hợp mà eo của mình là tới 70, 72, 74 là phải mặc size L nha. Rồi đang mặc là 1286 nha cả nhà. 1238 cho chị Đào Hồng nè. 1238. Em mới mặc là 1238 vậy ta. Rồi đây, em đang mặc đây là 1286 các chị nha. 65kg độ về giúp em. À trời ơi, em ngáo thiệt luôn. Cái cam cà rốt mới qua luôn mà không nhớ luôn á. Rồi chị Vân Trịnh muốn xem lại 1273. Ok chị luôn, chị muốn coi hình hay là sao ạ? Muốn coi hình thì em gửi coi cho mình coi ha. Còn mà em cầm cho chị coi cũng được nè. Đây là 1273. Không, để em gửi hình coi cho chị coi. Hình cũng y chang à.
Hình thì có mẫu mặt, còn em cầm cho chị coi ha. Đây là 1273 chị nha, sale 249.000 đồng. Em mặc thì cũng 249k mới về luôn, tay nhúng cho mình. Cho các chị coi gần cái tay nhúng nè. Đây, 12 em mặc đây là 1286 nha các chị, tay nhúng cho mình rất là xinh. Nền đen hoa màu cam, tay nhúng hai bên nè. Hồi nãy có mặc màu xanh rồi đó các chị yêu, đây là xanh nè. Xanh là 1284 mặc rồi, hai cái này hiện tại đang ngắn nhất. Hai cái này đang ngắn nhất là tầm ngang gối, em cao mét 6 là vừa tầm ngang gối luôn. Rồi còn mấy cái khác là thấy nó dài dài không à, không có cái nào ngắn như cái này đâu. Lô sau thì có thể có, lô sau thì có, lô này thì không có. Lô này có hai bộ này là ngắn nhất thôi ạ. 1284 là màu xanh, 1286 là màu đen nha cả nhà. Tầm 65 chế độ về giúp em là vừa nha. 249.000 đồng. Hoa vàng thứ ba gần quả thơm, hoa vàng thứ ba gần quả thơm. Đây. Lấy không chị? Lấy không cái này không? Hoa vàng thứ ba gần quả thơm là cái này đúng không? Ok, ha, để xíu mặt cho chị coi. Cái này sai gì đây ta? Cái này sai 2XL lần. Rồi, đây chị nha, để xíu mặt cho chị coi sau cái này nha. Mẫu đang mặc hỏi chị, à hình như lẽ sai, quên. 1286 hình như em lẽ một sai rồi. 84 là màu xanh em hết size M. 86 là màu đen em đang mặc đây nè, thì em hết size XL. Đó, lẽ sai gần hết rồi nè. Chị nào chưa có phải đặt sớm nha. Tình hình là em lẽ sai gần hết rồi. 1286 là màu đen, 1284 là màu xanh nha cả nhà. Mình lấy màu nào thì thông tin ở phía dưới giúp em ha. Sẽ có các bạn gọi điện thoại tư vấn sai luôn. Vừa ha đặt đúng rồi, có chia sẻ la đồn chút đơn luôn. Còn trường hợp ai mà không vừa thì chắc là sẽ chốt sang mẫu khác. Mình xem mẫu khác giúp em nha. Tại vì vừa mới chốt đơn chứ không phải chốt đại đâu. Khách vừa thì mới chốt đơn, không vừa là chưa có tốn tiền đâu. Chị Trang Nguyễn chốt đơn 1286 màu đen luôn. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu khác nha. Chị cao 1m50 nặng 48kg hả chị? Vừa. Dạ bao vừa luôn á. 48 thì chắc là size M hoặc là size L thôi hả. Đường chị Nha cứ đặt hàng cho em đi. Em đón size của mình đó, chị cứ đặt hàng nha. Rồi bây giờ sẽ qua cái khác nè. Hoa cúc vàng. Cái này là 1207. Ủa hết móc luôn rồi. Đây hoa cúc vàng là 1207 nha các chị. Em sale có 199k thôi hả. Đây sơ mi hoa cúc vàng. Hồi nãy có mặc cái sơ mi màu xanh thì mấy chị kêu là cái hoa to quá. Thì đây cái hoa nhỏ hơn xíu nè. Hoa này hoa vừa thôi ha. 1207 nha các chị yêu nha. 65kg độ về giúp em nè. Full size cho mình luôn. 1207 sale 199.000 đồng luôn. Sơ mi lụa một lớp. Thường em thấy là sơ mi nãy giờ mặc đều là một lớp hết luôn đó. Sơ mi dao đeo cũng một lớp, hao cúc cũng một lớp, em mặc cũng một lớp luôn. 1207 nha. Eo 70, sao em ở quận 7 ở đường nào vậy em? Chị cũng ở quận 7, chị cũng ở quận 7 hả chị Thảo Bạc? Vậy thì cứ qua thử ha, cứ qua shop em coi thử ưng ý hay không. Địa chỉ shop là 1015 sệt 7 đường Huỳnh Tấn Phát. Quận 7 là chắc chắn là phải đường Huỳnh Tấn Phát đúng không? Địa chỉ là 1015 sạc 7 đường Huỳnh Tấn Phát nha cả nhà. Cứ qua coi thử coi ưng hay không. Đến trực tiếp shop em coi coi là em chưa ở phía ở ngoài shop có hết rồi. Đây, y chang mặc không? Y chang luôn ha. Đó, em là giao tới nơi y chang như vậy luôn. Nếu mà có chị gần bên shop thì cứ qua coi thử coi hài lòng ưng ý hay không. Qua mà thấy ưng rồi, thử thấy vừa rồi thì mốt cứ ở nhà xem livestream đặt hàng online em gửi về tận nhà. Quận 7 ship có 10.000 đồng thôi ha. Còn rẻ hơn tiền xăng các chị chạy qua luôn á, tiền ship có 10.000 đồng thôi. 1207 chị ơi, đang mặc là 1207. 65 chế độ về cho em ạ. 1207 cái này là full size nha cả nhà. Tầm 65 chế độ về là vừa giúp em nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng giúp em luôn nè. Em chừa hàng chừa size cho mình đây. 1207 kèm số điện thoại. Size M, size L, XL và hết luôn. Chị Thanh Thanh chốt đơn 1207 dạ đây sơ mi hoa cúc vàng. Sơ mi hoa cúc vàng là 1207 nha. Em có sẵn hàng luôn chị, mình mua tại shop cũng được. Qua cửa hàng em cũng có rồi. Hoặc là mua online cũng sẽ giao liền luôn. Thành phố cỡ tầm là nhiều khi gần gần đây là sáng hoặc là em giao liền là chiều có. Hoặc là qua ngày mai là có liền. Thành phố là 1-2 ngày có hàng. Hoặc xuất tỉnh là từ 2 đến 5 ngày nha. Chị Thanh Thanh chốt đơn là 1207 nè. Chị Ngọc Hàng ơi, đồng em đang mặc là vải lụa chị nha, sơ mi lụa. 1207 sale cho mình là 199.000 đồng. 199k chị nào chưa có cứ lên đơn nha. Rồi xong chưa, bây giờ em qua mẫu khác nè. Lên mẫu khác cho các chị coi nha. 65 cái độ về cho em ạ. Ai chưa có cứ lên đơn đặt hàng luôn. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1207. 1207 là sơ mi hoa cúc vàng nha cả nhà. Rồi qua thêm một cái váy để em coi thì chưa mặc cái nào ta. Rồi
Em nói cái váy này là hôm nay cũng đang sale có 119k thôi nè. Cái váy này sale 119k nha. Em chỉ còn size lớn thôi, 1168 nè. Cái đầm này chị nào mà chưa có thì hôm nay mua luôn nha, mua thử. Ai mà chưa biết vải bên em như thế nào thì mua thử cái này đi. Lụa cái chị nha, 1168. Lụa cho cái chị đây còn mỗi size lớn nhất thôi, sale 119.000 đồng. Em còn size 2XL nha. Cỡ tầm 57-65kg là vừa đó. Em còn mỗi size này thôi, size nhỏ hết rồi. Size nhỏ không có, còn size lớn thôi hả. 57-65kg là vừa giúp em luôn. 1207 cho chị Hiền nè. Rồi đây, 119k nha các chị yêu ơi. Nghe không lầm đâu ạ, 119k luôn á. Có sẵn hàng luôn rồi. Đặt bây giờ là em giao liền luôn. Em chỉ còn size 2X thôi ạ. Rất tiếc là hôm nay không có còn đủ size. Hôm nay còn mỗi size 2XL thôi. Tầm 57-65. Nếu mà nhỏ hơn thì có thể mặc hơi rộng. Em mặc nó bị rộng nè. Đó, em mặc là size lớn rất là rộng cho chị ha. 57-65kg nha, chị Bình Yên nè. 1207 cho chị nhé. Sóc à, cái sơ mi vừa rồi ok chị luôn. Mẫu em đang mặc đây là 1168 nha cả nhà. À, lưu ý giúp em cái thắt lưng này nè cái chị. Khi em giao tới hai cái đầu nó như vậy. Để em đeo cái này, em cầm cái khác cho cái chị coi cho nó dễ. Em thích đeo cái này mặc dù nó cũ rồi nó muốn bay màu luôn, em vẫn thích đeo. Tại vì nó giãn rồi, nó thấy nó thoải mái á. Còn cái mới nó sẽ chắc hơn nha. Đây cái mới nè các chị, hai cái đầu nó như vậy nè. Khi các chị mình nè nhận hai nhiều chị chưa biết cách đeo á thì em chỉ mình luôn là mình đưa cái một cái đầu to cái đầu nhỏ nhìn là thấy liền. Ở bên này to nè đó, mình đưa cái nhỏ vào hoặc mình xoay nó lại, hoặc là cứ thấy cái to thì mình cứ chồng vô cái nhỏ mình xoay nó lại thôi ha. Nó sẽ ra cái thắt lưng như vậy nha. Tại vì nhiều chị không biết cách đeo thì lại nói là giao thắt lưng là hư, cho thắt lưng lỗi. Không có, thắt lưng mới hoàn toàn, tại mình chưa biết cách đeo thôi. Dạ rồi, 1168 ạ, chị Anna nè. 119.000 đồng size 2XL. Chị nào mua trong line này của em chốt giá 119k. Của em đang sale tại shop là 350 nha các chị nha. Mua tại shop em lẽ sai rồi. 1168 nha, size 2XL, 57-65kg là vừa giúp em ạ. 1168. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm nha. Em chưa hàng chưa sai cho các chị nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Sale. Rồi, mẫu đang mặc đây, mã số là DA121168 các chị nha. 1168 kèm số điện thoại giúp em nè. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nha, em chưa hàng chưa sai cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Lấy màu nào cứ đặt sớm giúp em ha. Không. Một 168 kèm số điện thoại cho em nha. Ai chưa có cứ đặt hàng luôn nè. Em chưa hàng chưa sai cho mình đây. 68 size 2X cho chị nha. Hoàng Trân nè. Rồi chị Thảo Phạm có bán thắt lưng không cho chị một cái? Dạ không, thắt lưng thì bữa trước em có bán nhưng mà bây giờ không có đủ để tặng. Tặng mà nhiều khi còn hết, còn đang nợ đơn của khách nên không có bán chị nha. Mình ví dụ như mình mua thắt lưng thì thôi bây giờ mua đầm đi. Mua đầm cho em 600.000 đồng, em tặng kèm thắt lưng không cần phải mua. Đơn 600 hoặc là UG 590 cũng được luôn. 590 trở lên cũng được nhận thắt lưng miễn phí các chị nha. Rồi qua mẫu nha, 1168 ạ. Đây là 1168 các chị nha. Em nhớ lại có chị khách hỏi cái này không? Em mặc cho chị coi luôn. 1205 nè. Đây ạ, 1205 các chị nha. Sơ đầm lụa, đầm lụa mango cổ tròn nha các chị nè, rất là xinh luôn. Ngày hôm nay sale có 179.000 đồng thôi. 1205 nha. Đầm lụa nha các chị nha. Đợt này em về lụa rất là nhiều nên là cứ mặc đâu hai qua hai ba mẫu là cái dính thêm cái lụa nữa à. Về tới mấy chục cái đầm lụa là 1205. Tại vì cái chất này á nó mềm, nó mát mà nó thoải mái, cái chị vải thì không có nhanh mà nó có cái độ dày dặn là vừa phải để không cần may lót luôn, không cần lót luôn á. Em mặc là một lớp nên đâu có cần lót đâu, mặc đâu có hở đâu các chị. Em mặc màu gì bên trong sao các chị thấy được đúng không? Nhiều khi em mặc cái mình em hay mặc cái bộ ngắn ở bên trong là một cái quần ngắn với cao dây á, để thay đồ nhanh cho các chị coi chứ khỏi phải chạy đi vô phòng thay đồ thì em hay trực tiếp là ở đây luôn. Nên là nhiều khi em mặc áo dây màu hồng, áo dây màu đỏ, mấy chị nhìn mình cũng đâu có thấy đâu, em mặc là thấy không?
Đâu thấy đúng không? Em mặc áo 16 bên trong làm gì thấy luôn nè. 1206 các chị nha. À 1205. 1205 ạ. À, hôm nay có full size cho mình luôn. Hiện tại em đang sale có 179k thôi ạ. À. Chị nào mua ngay bây giờ được chốt giá là 179.000 đồng luôn. Một hai không năm kèm xếp hại cho em nha, sale luôn là 179.000 đồng. Ai chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nha, cái này là full size luôn ạ. À. Mẫu bi 1300 hả chị? Không chị ơi, mấy cái là lẻ size đó là like qua một buổi là hết rồi đó chị, không có còn ha. 1205 cái chị nha, chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nè. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình luôn ạ. À. Mã số sản phẩm kèm xếp hại cho em là ok nha. 1205. Rồi mẫu đang mặc đây là 1205 cái chị nha, đang mặc là 1205 nè. À, mẫu pi ở hết nè. 1205 cái chị nha, sale cho mình luôn là 179.000 đồng cho cái chị đây ạ. 179k, 65 ký độ về giúp em là vừa ha. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. À. Em chưa hàng chưa sao giảm giá cho mình đây. 1205 kèm xếp hạ cho em nha. 40 cho tới là 65 ký vừa luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng. Em chưa hàng chưa sao giảm giá cho mình đây. 1205 cho chị Hương Nguyễn luôn. Giá đang mặc hả chị? Em có full size luôn, cái này full size luôn nè. ML, XL hay gì cũng có hết trơn á. Size nhỏ, size to gì cũng có hết. Mà em sale có 179.000 đồng luôn. Trong khi là có đính thêm nút tạo kiểu nè. Rồi vải lụa cho mình, nhìn cái hoa là như hoa thật luôn. Hoa giống như là hoa 3D đó các chị, nó có cái chiều sâu á, nhìn như hoa thật vậy đó. Đó, 179k tin được không? Không có ai bán cho mình cái giá này đâu. Ngoài shop em đâu không ai dám bán, tại có lời đâu các chị, đâu có dám bán, đâu có lời đâu. 1205 kèm xếp hạ cho em nha. Rồi ai chưa có cứ đặt hàng giúp em luôn. Em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình đây. Mã số sản phẩm kèm xếp hạ cho em là ok nha cả nhà. Lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em ha. Mã hàng kèm xếp hạ cho em luôn. 1205 kèm xếp hạ nha cả nhà ơi. 40 cho tới là 65 ký vừa luôn ạ. 1205 ML, XL và 2X nha. Dạ full size ạ. Mẫu này thì em không có màu khác, em chỉ có một màu thôi. Có một màu em đang mang, không có màu khác nha. Chị nào thích màu à, màu khác thì em có hoa cúc to nữa, hoa cúc sơ mi được không? Sơ mi vàng nè, hoặc là hoa cúc à, nền màu kem, nền xanh chẳng hạn. Hoặc là cái trắng đen của em mặc á, em có cái hoa cúc này cũng xinh lắm nè. Đây, cái này cũng 179 nè. Giống em mặc luôn, 279 cùng là vải lụa luôn. Khác kiểu xíu, cái này là cổ đất chéo nè. Cổ chéo hoa trắng, nền đen, à hơi khác xíu ha. Đó, 179k nha. Em mặc cũng 179.000 đồng luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em ạ. À. Mẫu đang mặc là 1205 nha cả nhà. Mẫu đang mặc là 1205 nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em nè. Em chào chị Cửu Cải Đỏ luôn. Cho chị phải đang mặc size height L 62 kia nhé shop. Dạ rồi ok chị Hà Vi. Ôi biết 62 là size height luôn. Chắc khách quen vậy em nè. Ok chị nha, để có gì em tư vấn size cho mình sau ha. 1205 179.000 đồng nha. 179k. 1205 179k nha cả nhà. Mình lấy màu nào cứ đặt sớm giúp em ha. Rồi à, em sẽ tư vấn size cho mình sau ạ. À. Được tư vấn size trước khi giao hàng nha. Được xem hàng luôn nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Em sẽ giao về tận nhà của mình, giao về tận nhà cho kiểm tra xong mới lấy tiền. Không có lo. Nếu mà sợ là giao tới cái không đẹp thì mình đâu có lo, tại vì cho kiểm tra mà. Kiểm tra đấy không phải đâu có lấy hàng, đâu có gì mà lo đúng không? Cho xem hàng luôn. 1205 với xếp hạng giúp em. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nè. 1205 rồi bây giờ em sẽ qua cái để em coi coi cái nào nãy giờ chưa mặc ta. Ui rồi lấy để cái hoa bộ đơn bên kia rồi. Rồi đây lên cho các chị xem cái váy này, ngày hôm nay cũng đang sale cho mình luôn nè. Đang chiếc váy này em cũng chỉ còn là size lớn thôi ha, 1220 cổ đắp chéo nè. Vải sức thái nha, cổ vét cho mình luôn, đắp chéo và luôn, mặc đi làm được rất là sang. Khách em nhận ai cũng khen cái form này đẹp hết trơn á. 1220. Đây 1220 cái chị nha, đầm của vé đắp chéo nè. Hình như là em còn size 2XL. Rồi
Rồi, em còn cho các chị mình là size lớn nha. Rồi, 55 đến 65 kg vừa nha cả nhà ơi, 1220 giúp em nè. 55 đến 65 kg là vừa luôn. Hôm nay sale cho mình là 169.000 đồng. 169k nha, em có sẵn hàng luôn rồi. Full size cho mình luôn nè, từ 65 kg đổ về giúp em. 1220 còn 2 size. Em còn có 13 cái hả? 2 cái size XL và 11 cái size 2XL các chị nha. Đó, 11 cái size 2X với lại là 2 cái size L. Sale cho mình luôn là 169k. 169.000 đồng xuất thái cho mình đây, nền đen hoa đỏ rất là xinh. Nền đen hoa đỏ các chị nào đứng gần cho mình coi. Hoa màu đỏ đỏ nè, cái cổ vest cho mình nha. Đây, cổ vest cho mình đây ha, và cái tay lỡ rất là xinh luôn. 65 cái đổ về cho em nha chị Thanh Trà ơi. Cái váy này là em còn 2 size. Tầm 55 đến 65 là vừa ha. Chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Các bạn chuyên viên bên em sẽ alo trực tiếp và tư vấn size cho mình. Được tư vấn size trước khi giao hàng luôn nên là mình đừng có lo gì hết. Mặt sau là do vậy nha. 1220 giúp em. 1220 kèm xếp hạ giúp em ạ. Trơn. Nền đen hoa hoa đỏ. Xấp thái các chị nha, vải xấp thái rất là êm. Cái vải này không có nhăn chị. Eo 80 hả? Eo 80 mặc 2XL vừa. Eo tầm 80, 82, 84 là sẽ mặc size 2X giúp em nha. Còn eo 78 độ về thì mới là XL. 1220. Ok chị Nguyễn Dung chúc đơn 1220 cho mình luôn. Rồi có tặng kèm thắt lưng nếu như đơn của mình đặt mốt 600.000 đồng. Tổng đơn 600k tặng kèm thắt lưng và free ship toàn quốc luôn. Rồi còn nếu mà cái đơn này bữa giờ cái chị mà tặng thắt lưng nhiều rồi á thì hôm nay mình chọn quà là cài áo các chị nha. Đây, em có mấy cái cài áo rất là xinh nè. Đó, hết rồi đó, bữa trước nhiều lắm. Hôm nay còn có hai mẫu này thôi hà. Em giao ngẫu nhiên nha. Cài áo giao ngẫu nhiên nha các chị ơi. 1220. 1220 kèm xếp hạng giúp em nè. Hôm nay là sale cho mình luôn rồi đó chị, sale trên live nè. Sale trên live này luôn là 169k nha. Chứ qua cửa hàng em thì nó vẫn đang là 400. Mua trực tiếp tại shop là 400.000 đồng. Trên live còn 169.000 đồng luôn. Cái giá là một trời một vượt luôn á. Hai cái giá nó khác nhau quá trời luôn. Ai mua trên live được giá sale ha. 1220. 1220 cho chị Xuân Hoa nè. Rồi em sẽ qua cái hoa mẫu đơn cho các chị coi. Hoa mẫu đơn này là cũng dạng ngọt xòe nhẹ chứ sức thái nè. Nó cùng với cái chất em mặc nhưng mà nó khác cái hoa với cái kiểu xíu nha. 1203, hoa mẫu đơn là 1203. Ngày hôm nay thì em sale cho mình là 249k luôn nè. Cái chị nha, em sale cho mình luôn nè. 249.000 đồng nha. Hình như cái này nó cũng lẻ sai thì phải. 03. Đúng rồi, hôm nay em lẻ sai rồi. 1203. Em hết size L cái chị nha, em còn có 3 size thôi hả. M, XL và 2X thôi, hết size L rồi. Chị nào 65 đổ về cứ lên đơn giúp em ha. Tại vì cũng phải tư vấn size cho mình chứ không phải là giao đại đâu. Nếu mà không vừa em sẽ tư vấn cho mình sang cái mẫu khác. Mình lựa cái khác chẳng hạn nha. Em cũng có cái đầm co dạng 70kg vừa đó. Còn cái váy này thì size bình thường thôi. Size chuẩn thôi là 65 đổ về. Nền xanh cúc hoa mẫu đơn cho mình đây nha, nền xanh hoa mẫu đơn. Có túi hai bên nè. Dạ vải xếp thái nha chị Liễu ơi. Chất liệu là vải xếp thái, dạ không có màu khác. Hoa mẫu đơn thì có một màu thôi ạ. 1203. 1203 kèm xuyên thoại cho em. Chị nào chưa có cứ lên đơn nha. Ai chưa có cứ lên đơn sớm giúp em ạ. Có chuyên viên alo trực tiếp và tư vấn size cho mình luôn. Ai chưa có cứ đặt hàng ha. Em chữa hàng chữa size cho mình. Bảy ba hay 83? Tôi lấy lại 83 đâu. Mày hỏi nào vậy? 73 là cái cổ chéo hoa mà. Tấm ba mấy cái kia à? 35. Rồi, mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em nha cả nhà ơi. Lấy mẫu nào cứ lên đơn sớm nè. Em chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. 1203 nha cả nhà. 1203 kèm xếp thoại cho em nha. 65 kg đổ về là vừa luôn. Ai chưa có cứ đặt hàng. Có chuyên viên bên em sẽ tư vấn sai cho mình luôn. Vừa thì mới chốt đơn, còn nếu không vừa là cũng không có chốt nha các chị, nên đừng có lo nha. 1203 kèm xếp thoại cho em ạ. ML, XL và 2X đây. 1203. Rồi, ai chưa có cứ đặt sớm giúp em luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại. Nếu mà không phải như là cái hoa này thì em sẽ có chim hạt. Còn thích màu hoa mẫu đơn giống em ở cái nền màu khác thì không có. Em có chim hạt là 1202 và cái xanh hoa tím.
xanh hoa tím là 1201. Đây, mỗi lần mà mặc tới cái này là giới thiệu cả ba màu luôn. Tại vì bộ ba cái này đều đẹp hết trơn á, nó khác hẳn hoa văn luôn. Cùng kiểu dáng, cùng chất liệu, cùng giá tiền khác hoa văn ha. Xanh nè, hoa bột âm, hoa mẫu đơn là 1203 nè. Chim hạc là 1202 các chị nha, chim hạc 1202. Rồi hoa tím là 1201 nè, cũng đẹp luôn. Hoa nào cũng đẹp hết trơn á, mình lấy hoa nào cứ đặt sớm giúp em luôn ha. Em chưa hàng chị sao giảm giá cho mình. Chị Hằng ơi, váy đang mặc là full size cho mình chị nha. Ai chưa có cứ đặt sớm đi ạ. Có chuyên viên bên em alo trực tiếp và tư vấn size cho mình. 1201 là xanh hoa tím. 1201 là xanh hoa tím nè. 1202 là hoa mẫu đơn, chim hạc. 1202 là chim hạc. Và em đang mặc hoa mẫu đơn là 1203 nha cả nhà. Rồi ha, mình lấy màu nào cứ đặt hàng luôn. Có gì em sẽ tư vấn size cho mình sau nha. Đừng tư vấn size trước khi giao hàng. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em ạ. Rồi ba livestream em sẽ lưu tại đây nha. Chị nào vào tiệm mình có thể xem lại. Hoặc là một chút xíu thôi sẽ có livestream mới cho mình nha. Đón xem giúp em ạ.